phía trong. Rồi, thầy Nguyên mời ngồi. Thầy Nguyên chào anh ha. Chào. Rồi, anh gửi lời chào đến cho khán giả vài điều anh ha. Anh gửi lời chào đến cho khán giả vài điều ạ. Chào cô, các chú, cộng đồng mạng. Tên là Nguyễn Xuân Phương, sinh 1980. Quê ở Cống Hai, phường 8, thành phố Cà Mau. Hiện nay đang đi làm ở Đồng Nai, công ty ở Đồng Nai. Hiện tại là anh đi đang đi làm ở Đồng Nai. Vậy là hôm nay anh từ Đồng Nai đi về đây à? Đi về từ Đồng Nai về đây. Vậy đó ha. Quê thì ở đâu anh? Quê ở Khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau. Thành phố Cà Mau. Dạ. Từ Cà Mau mà anh đi về đây là lúc nào? Đi hồi lúc 2 giờ. 2 giờ sáng? 2 giờ sáng. Ui dạ. Là đi xe Honda đó hả? Đi xe Honda. Anh đi có mình hay là có ai đồng hành cùng không? Không, có mình. Có mình. Tới đây 7 giờ rưỡi. Vâng. Rồi ăn sáng rồi xong rồi mới gọi cho Thành Nguyên xong rồi mới tìm được tới đây. Dạ. Đây người ta không, ta chỉ đi vòng vòng mất khách tiếng mấy đồng hồ. Không được đi. Dạ. Vâng, vậy sự nghiêm túc của mình với chặng đường cũng khá xa, Thành Nguyên cũng chúc anh thật là nhiều may mắn anh ha. Dạ. Anh là anh Nguyễn Xuân Phương. Dạ. Anh mới nói là anh sinh 1980 à? 1980. Dạ, nhưng mà trong giấy thì nó lại lệch nhiều vậy. Ngày xưa do nhà nước làm sai rồi mình không biết, mình cứ để nó luôn. Rồi sau này mình đi làm mấy té ngửa ra giờ sửa không được. À vậy đó ha. Dạ. Đối với mẹ đẻ thì 1980. Mẹ đẻ là 1980 nhưng mà trong giấy thì Thành Nguyên thấy 1974 lận. 74, nhưng giờ cao hơn mấy tuổi nhưng mà sửa không được. Cao đến 6 tuổi. Nhưng mà tại vì giấy tờ liên quan đến bảo hiểm á, sửa khó lắm. Dạ, dạ. Thôi thì cứ chấp nhận để vậy luôn ha. Chấp nhận luôn. Rồi, ok. Tình trạng hôn nhân của anh là như thế nào? Hôn nhân thì năm 2002 có cưới vợ. Xong rồi đến sống với nhau đến 2004 mới lên Đồng Nai, lên Đồng Nai lập nghiệp. Thì đến tháng 9 năm 2009 thì không may nó bị tai nạn. Đây hả? Bị tai nạn lao động. Hư hết một con mắt trái ở bên trái. Bởi vì Thành Nguyên thấy cũng hơi khác khác chứ, Thành Nguyên cũng tính hỏi. Như vậy là mắt trái bây giờ là đang là mắt giả. Mắt giả, cắt bỏ hết rồi. Bây giờ chỉ lắp mắt giả vô cho nó thẩm mỹ một xíu thôi. Chứ ngày xưa thì đi làm đó thì nó không may á, bị ống hơi nó nổ, rồi nó văng trúng vô con mắt. Sau đó bình phục đi làm lại, tới năm 2011 có một đứa con. Đứa con năm nay nó là trên ngày 2 tháng 7 năm 2011 luôn. Rồi mới được có 24 tháng thì vợ bồng con trốn đi. Vậy hả? Trốn đi xong rồi cũng nghe rồi lời này người kia rồi làm đơn ra tòa luôn. Trong vòng có 2 tháng thôi là đưa ra tòa. Tại vì khổ nổi cái là trước kia á thì bên vợ cũng rất là nghèo, rồi bên đây á thì cũng nghèo, nói chung ra là không có bên nào khá hết. Nhưng mà bên đây hai chồng thì tự lập, cuộc sống tự lập chứ không có dựa dẫm vào bên ruột, không dựa vào bên vợ. Thấy bên vợ khổ quá mình cũng thương, rồi làm được bấy nhiêu tiền thì cũng giúp cho bên vợ, cũng lo cho bên vợ kia lo mọi thứ hết. Xong rồi kéo không nổi nữa thì mấy kia nói ông với bà vợ thôi giờ lên đây con lo, thì cũng tạo công ăn việc làm cho ông bà vợ. Như ông nhà vợ thì đi làm bảo vệ, em đồ thì cũng làm công ty đồ cũng sống được rồi đủ rồi. Cái mới nói là đây mới có con, mới nói là thì thôi bây giờ ba má cũng có công ăn việc làm rồi thì thôi bây giờ con như là không có giúp cho ba má nữa để lo cho gia đình trước cái đã.
như ba má có khó khăn gì á thì con giúp. Đó, từ chỗ đó ra cái mẹ vợ nói là thằng này nó bị hư, bị tai nạn như vậy rồi, bây giờ nó khó ưa, nói là nó không được bình thường. Ừ. Đó, cho nên là mới chủ động cho con gái vậy ơn đó, tiền bạc đi trốn đi. Ừ, vậy đó hả? Ừ. Cũng đi xong được có 2 tháng cũng đi tìm đi kiếm. Nó năn nỉ bả thì năn nỉ mấy má vợ thì má vợ quánh. Dí quánh. Ừ. Nói là mình đánh con bả chết ở đâu rồi, cái vợ giấu ở đâu, ở xác ở đâu không thấy, bây giờ hỏi tao cái gì. Ừ. Rồi bả dí bả quánh. Xong rồi. Chỉ là lấy cái lý do vậy thôi. Ờ, lý do vì tiền bạc thôi. Ừ. Rồi sau đó có năn nỉ này kia nó tìm gấp nơi thì từ cái đến đầu giận thì một hai mười bữa nữa tháng tháng thì về thôi, ai ngờ đâu là đúc đơn về quê ra tòa luôn. Ừ. Thành chia sẻ những điều này cũng xúc động ha. Thôi thì theo Thành Nguyên nghĩ cái chuyện mà nó đã qua rồi thì mình cứ cho qua đi. Hôm nay đó là cứ... thật như vậy là mấy là mấy có cái nguồn gốc mà để đi ly hôn thôi. Dạ. Mình cứ nhìn về hiện tại và tương lai là mình bước tiếp hay ha. Ừ. Dạ. Với phần nữa là bé đó giờ là cũng khổ nhiều rồi. Cha thì bỏ, ở với ông bà ngoại. Ừ. Đó, mẹ thì cũng có gia đình khác rồi, rồi sống không được, ở với ông bà ngoại. Bây giờ ông bà ngoại mất hết rồi, giờ chỉ sống một mình thôi. Yeah. Đến đâu là mình có vợ rồi, mình sống cuộc sống một cái gia đình nhỏ nhỏ là mình hạnh phúc lắm rồi. Yeah. Nào ngờ đâu giờ tan vỡ ra cũng như không luôn. Bây giờ một mình làm nuôi con. Như vậy là bây giờ con đang ở với vợ hay là ở với anh? Ở gửi với cho bà nội với nuôi. À, cho bà nội nuôi. Là vậy là con là đang ở với bên nội đúng không? Bên nội. Dạ. À, khoảng thời gian mà anh và vợ đường anh đi đó thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Không, không có dám tìm. Tại vì á, người ta đã nói mình bị như vậy rồi á. Ừ. Như mình bị tai nạn hơn có mắt rồi, vậy là không ai thèm mình nữa. Yeah. Đó, cho nên á, thấy mọi người ai cũng né tránh mình cũng mặc cảm, cho nên mình cũng cố gắng mình đi làm xong về nhà, ở nhà thôi chứ cũng không dám như quen ai. Mình đi làm nói chung cũng mặc cảm lắm. Yeah. Khi mình cũng đi làm mà cũng đôi khi mình gặp chỗ đông người mình cũng đổi nón thuốc chứ mình không có dám tháo nón ra, tại vì mình không theo theo Thành Nguyên thấy đó thì nhìn kỹ thì mới biết thôi. Còn nếu mà nhìn sơ qua cũng không có ai để ý đâu. Dạ. Mà cái công việc chính của anh Phương thì hiện tại là anh đang làm gì? Là một cái trong một cái công ty của Hàn Quốc nấu nhôm. Nấu nhôm của Hàn Quốc. À. Tại Đồng Nai thôi. Tại Đồng Nai. Dạ. Nấu nhôm để mình đổ ra cuộn. Ừ. À, công việc từ cái việc đó, cái thu nhập từ cái công việc đó thì nó như nào ấy hết? Nó cũng nói chung có không có điều đặn gì, như trung bình thì một tháng được 8 triệu thôi. Dạ. Giờ kinh tế nó khó khăn rồi á thì mà không có đều à? Nó không có đều. Cho nên họ không có cho tăng ca. À, vậy hả? Nếu mà nếu mà công việc nó có hàng rồi kia nọ thì họ cho thêm giờ á thì tháng mình cũng được 11, 12. Ừ. Đó. Nhưng mà không đều ở đây có nghĩa là tháng làm tháng không à hay sao? À, mình làm nhưng mình không có tăng ca. À, không tăng ca thôi. Không có thêm giờ. À. Như làm là chủ nhật mình nghỉ thì tháng được có 26 ngày thì được có 8 triệu thôi. Ừ. 8 triệu mà đóng bảo hiểm hết 500 rồi thì cũng còn lại có được có 7 triệu rưỡi thôi. À, à. Nhưng mà trước mắt thì mỗi mình anh thì cũng tạm ổn đúng không? Đúng không? Thêm đứa con thì nói chung ra thì không đủ, không thiếu. Ừ. Rồi, ok, Thành Nguyên hỏi như vậy cho biết.
Ngày hôm nay thì anh Phương đi chặng đường xa như vậy đến gặp Thành Nguyên thì anh mong muốn bày tỏ tình cái mảnh ghép của mình như nào? Nói chung là mình cũng một tìm một người thật lòng thật dạ đối với mình, khó khăn có nhau là đủ rồi. Dạ. Cái độ tuổi thì anh mong muốn như nào? Cái đó tùy duyên thôi chứ không tùy có được chọn. Giàu nghèo xấu đẹp cũng không quan trọng. Nếu không quan trọng bây giờ, nếu mà miễn sao mà thương nhau hiểu nhau thì chăm sóc cho nhau trong lúc hoạn nạn có nhau là được rồi. Rồi sau này mà kết nối được rồi đó thì anh tính hướng tương lai cho hai chị như nào? Thì cái tương lai cũng như bên nào có điều kiện hơn thì mình để giờ đó mình làm việc đó, chứ cũng không nhất thiết là ở bên đây ở bên kia gì cả. Tùy theo cuộc sống của mình, ở đâu mình hợp với mình thì mình sống thôi, ở đâu mà thuận lợi thì mình cứ tính, đúng không? Cái điểm mạnh và điểm yếu của anh Phương là như nào? Điểm yếu hả? Điểm yếu là mặc cảm với cái tật này thôi. Chứ còn bề ngoài cho công việc á, ví dụ như thế nào đi nữa mình cũng không có ngần ngại chỗ đó. Nhưng mà mình chỉ ra ngoài xã hội thì mình hơi hơi mặc cảm một chút với mọi người. Đôi khi họ tiếp xúc với mình lâu ngày vài tháng rồi họ nói này nói kia mình nghe mình nhột. Nói để mình nói chung là mình cũng không có gần gũi với ai, dám gần gũi với ai nhiều, không có tiếp xúc nhiều được. Thật sự ra đó thì mình bị tai nạn lao động á, cũng đâu có ai mong muốn đâu. Chứ có ai mong muốn là mình sẽ bị cái này cái kia, đúng không ạ? Lành lặn không muốn, ai có ai muốn điều đó. Nhưng mà khi mà nó đến rồi thì số phận mình phải chấp nhận thôi chứ. Chấp nhận thôi chứ giờ biết tránh sao giờ. Nhưng mà có một phần cái là ông bà cũng thương che chở, có cái gửi mà cũng có cái may. Là mình bị trong công ty, cho nên công ty người ta chịu hết tất cả hoàn toàn diễn phí, chi phí người ta cũng bồi thường cho mình một mớ tiền. Tính ra cũng may là có công ty người ta lo cho khoản đó thì cũng đỡ ha. Lo được một cái bảo hiểm cho mình như lãnh lương như hưu. Lãnh lương mãi mãi luôn. Tới giờ nào mình chết thì thôi, nhật năm cũng được mười mấy triệu. Vâng. Thì anh Phương cứ chia sẻ như vậy rồi sau này cô nào đó mà thấy anh thấy dễ thương, dễ mến, thấy phù hợp thì cứ vậy rồi tiến tới thôi. Bởi vì ngay từ đầu anh cũng không có giấu. Điều kiện, rồi công việc, rồi hình thức của mình này kia kia nọ là anh cũng đã nói ra hết rồi. Thì bây giờ là thật sự là dựa vào cái tình thương của các cô. Cô nào mà thấy anh mà hiền lành, dễ thương, chất phát, thật thà, muốn kết nối với anh thì đến là không có gì phải bàn cãi rồi, đúng không ạ? Đúng mình rồi, tại vì mình cái khuyết điểm, mình cái ưu điểm mình đã nói hết. Như có ai đó, mong sao thì có ai đó mà phải lòng nhau thì đến với nhau thôi. Chứ chứ không phải là đến với nhau rồi thì sau này nói sao mà bây giờ như vậy rồi giờ nói khác. Nó thì thật sự ra là mình không muốn, mình có sao mà nói vậy, mà trước thì trước nói sau thì sau này cũng như vậy chứ không có gì thay đổi hết. Thì anh xúc động quá. Rồi ok anh, thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của anh thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Xong rồi hôm nay thì việc của anh Phương là cái chờ thông tin ha. Sau đó thì Thành Nguyên sẽ thông tin cho anh hay sau. Với lại anh xem trên kênh của Thành Nguyên á, thì anh cũng biết rồi, có nhiều cô rất là dễ thương. Thì trường hợp mà cô nào đó mà kết nối với anh á, thì Thành Nguyên sẽ tạo điều kiện gửi số qua. Còn nếu như anh thấy ai đó trên kênh Thành Nguyên mà thấy dễ thương, dễ mến á, muốn kết nối thì cứ gọi Thành Nguyên là Thành Nguyên gửi số qua xem sao. Thì cũng mong là mình cũng tìm được một người. Nói chung ra là bây giờ tuổi mình thì cũng lớn rồi, chứ không phải mà mình còn nhỏ mà để mình lựa chọn nữa. Chứ giờ mình chọn là chọn cái người nào mà chung thủy sống với mình trọn đời, được phần nữa nửa cuộc đời còn lại với mình là quý lắm rồi, chứ không có chọn cái điều gì hết. Kính thưa quý vị thân mến, thì mấy lâu nay Thành Nguyên có phỏng vấn ngoài này ấy, người ta làm nhà nó cũng hơi ồn, thành ra mong quý vị thông cảm và hoan hỉ dùm Thành Nguyên nhé quý vị nhé. Rồi cuối chương trình thì anh Phương có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các cô cũng như là quý khán giả xem chương trình của Thành Nguyên vài điều không? Cũng không
biết nói gì hơn rồi nè. Giờ thì cũng nói chung ra cũng có không có đi đó nhiều, chỉ đi làm rồi đi về cũng không biết nói gì hơn. Chỉ mong cô chú cộng đồng mạng thương giúp giúp đỡ cho mình vậy là quý lắm rồi. Bây giờ con không biết nói gì hơn. Rồi ok. Thành Nguyên cũng chúc cho anh Phương thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an. Rồi ok chào anh.